Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Honda Brio bất ngờ được vận chuyển trên đường phố Hà Nội. Sau lô xe cập cảng tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay tiếp tục một lô xe khác được vận chuyển bằng xe chuyên dụng về thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, giá bán của Honda Brio vẫn chưa chính thức. Theo một số thông tin cho biết, những chiếc Honda Brio đã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng về Hà Nội. Như vậy Honda Brio đang được vận chuyển về các đại lý trên địa bàn phía Bắc. Các nhân viên bán hàng của một số đại lý ô tô Honda xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, các trang mua bán xe đều khẳng định nhận đặt cọc mẫu xe Honda Brio với giá từ 380 đến 480 triệu đồng. Tuy nhiên, việc này chỉ xuất phát từ một số đại lý, bởi Honda Việt Nam chưa có thông tin chính thức về giá bán của Honda Brio. Honda Brio được trang bị động cơ 1.2 lít 4 xi lanh SOHC vtec cho công suất 90 mã lực tại 6.000 vòng một phút và mô minh xoắn 110 Nm tại 4.800 vòng một phút, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT. Xe chỉ được trang bị an toàn ở mức cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử và hai túi khí. Đồng thời, rò Trị thông tin cho rằng, rất có thể Honda Brio bản số sàn sẽ không được đưa về thị trường trong đợt này tại thị trường Việt Nam Honda Brio sẽ là đối thủ cạnh tranh cùng Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo, trong đó hai dòng xe Hyundai Grand i10 và Kia Morning đang có vị trí đứng khá vững chắc đối với người dùng ô tô. Trước đó những chiếc Honda Brio đầu tiên đã cập cảng Việt Nam sau đúng nửa tháng các mẫu xe mới có thể đã hoàn thành đăng kiểm và trên đường chuyên chở về đại lý để chờ ngày ra mắt thị trường Việt sau một thời gian dài ra mắt kể từ tháng 10/2018. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Biker TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình